Hello, xin chào bạn, mình là Nam đây. Chào mừng bạn quay lại với mình tiếp tục với tựa game Urban Fighter. Và video hôm nay thì mình sẽ công bố kết quả của 10 bạn may mắn trong việc gian luôn bình luận trong video này. Chúng ta sẽ có 1.000 Zania để dành cho 10 bạn. Như vậy mỗi bạn sẽ được 100 Zania. Tuy rằng số lượng nó không có nhiều nhưng mà cũng là một chút gì đó may mắn. Và hàng tuần mình đều tổ chức cái đợt giveaway vào cuối tuần. Các bạn hãy nhớ ấn chuông theo dõi và đăng ký kênh để tham gia những các sự kiện event của mình nhé. Và các bạn cũng có thể vào link Discord mình về phần mô tả để tham gia giveaway trong Discord. Mình đã mở shop bán robot chính hãng, các vòng quay robot cực kỳ hấp dẫn với các acrobat và dịch vụ cày thuê các tựa game đang hot nhất hiện tại. Mình sẽ để link ở phần mô tả và phần bình luận của video. Sẽ rất vui nếu các bạn ghé qua shop ủng hộ mình, cảm ơn bạn rất chi nhiều. Ok, bây giờ trước khi vào gian bình luận thì mình sẽ lượn vòng game xem có gì mới không nào. Hôm nay thì mình cũng đã treo đủ 180 tiếng trong sự kiện event Dragon rồi và cũng sẽ nâng cái cây trong event này lên CD 3 cộng luôn. Đối với những các bạn nào mà có ít đá linh hồn thì các bạn cố gắng có cái cây này thì khá là xịn, bởi nó có cái búp mà cộng 6% đá linh hồn, ba cái búp cộng 60% đá linh hồn khi sau khi lên xin niêm bằng cộng. Một điều là chúng ta phải treo khá nhiều thời gian, ít nhất thì mỗi ngày các bạn phải treo khoảng hơn 12 tiếng thì trong 2 tuần thì các bạn mới có khả năng lên được cây S cộng, S3 cộng với vũ khí này. Thực ra nếu các bạn lên được xin đi 2 cộng được các bạn không sao. Hiện tại thì S3 cộng thì đám bằng 25% cây vũ khí tốt nhất của các bạn. Và bây giờ mình sẽ thử kiểm tra xem đam mình có thay đổi gì không sau khi lên được cây Cine 3 cộng sự kiện Dragon này. Hiện tại đam mình 3,5 nô, cách xa, khá xa so với bạn là top. Hiện tại thì mình còn đang thiếu hai cây nếp tất. Ok, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục thử rách xem có nâng được cây được con pet nữa lên hono không nhá. Đấy, thủ thuật tôi các bạn này, mình sẽ thử nhá. Hiện tại thì với nâng 25 lần nó sẽ mắc, thì mình sẽ tìm cái spell nào mình sẽ kích khoảng 25 lần mà nó trượt, mà nó thất bại thì mình sẽ bảo rằng cái thứ nhất thì chưa được 20 lần đã thành công rồi. Cái này cũng vậy à. Cái này thủ thuật thì trước đây mình đã thử làm 1-2 lần nó cũng thành công, nhưng mà dạo này mình thử làm tiếp nó không thành công các bạn. Chúng ta cùng xem lần này nó thành công nhá. Hôm trước mình đã nâng được một con rồi và hôm nay thì còn con này thì nó là lần đầu tiên này mà thành công thì quá rực rỡ, nhưng khả năng không thành công khá là cao. Ok, cái này tương lai đâu. Mình đã thử 2 năm lần mà thất bại rồi. Giờ mình sẽ thử nâng luôn nhé. Úi trời, xịt rồi. Như vậy lại một lần chúng ta thất bại các bạn. Không sao, ta sẽ đi lại nâng tiếp tục. Nhưng mà này tốn khá nhiều cái trứng thì mình không có nhiều. Mỗi ngày đều đi tham khá là nhiều để có thể mua được đổi được 400 cái viên trứng. Chủ yếu là dành để nâng cấp pet thôi nhưng chưa được. Hiện tại thì cái spell mới này, Dragon này nó khá là xịn. Còn CD giảm hồ chiêu thì đang có giá khoảng 150 Zania, 170 Zania nhé. Còn búp spell thì đang giá khoảng 50 đến 60 Zania. Rất nhiều bạn có thể có bán rồi. Cái spell này mình thấy nó hiệu ứng khá là đẹp. Khi đánh ra thì thấy con rồng bay lên trời. Các bạn nếu mà các bạn có spell này rồi thì các bạn có thể đang bán chắc hoặc là cố gắng zone những giảm hồ chiêu 5 rồi búp spell học được. Bán giá khá là ngon. Đọc cái chat như này thôi, nếu mà không có gì giá trung bình khoảng 20 Zania. Các bạn có 10 cái chat này rồi thì các bạn có sẽ thể bán được khoảng 200 Zania, khá là ngon. Bây giờ chúng ta đến chuyên mục chính của ngày hôm nay, đó chính là tìm ra 10 người may mắn để nhận 1.000 Zania nhá. Mỗi bạn sẽ nhận được 100 Zania trong đợt giveaway của mình. Các bạn chỉ việc để lại bình luận ở trong video mình và đặc biệt là nhớ để theo thêm my ID game để mình có thể dễ liên hệ và khi bạn nhận giải nó cũng dễ dàng hơn. Ok, hiện tại thì mình ở đây đã thấy có 69 cái bình luận thì chắc là một cái của mình rồi, thì là có 68 cái bình luận nhá. Trước khi vào gian đoan thì mình sẽ cùng giao lưu một chút vậy. Và đầu tiên cũng cảm ơn tất cả bạn đã giúp mình một like và đặc biệt là đã cùng tham gia chương trình giveaway của mình nhá. Phần thưởng này nó không có nhiều nhưng mà mỗi tuần mình đều tổ chức cho các bạn để tham gia cho vui. Biết đâu rằng 1-2 bạn mới chơi thì 100 Zania thì các bạn có thể mua được một chút EXP hay một vài vũ khí thì cũng được. Bây giờ mình sẽ cùng giao lưu cùng bạn qua một số bình luận nhá. Ở đây thì em vừa gặp anh nè này trong Shinke Sun Kinner 303 này. Thì hiện tại mình đang chơi server thường, các bạn có thể tìm Anami V8 và dồn mạo được. Và đặc biệt nếu các bạn mà cần hỗ trợ gì, các bạn có thể vào link Discord mình để phần mô tả này. Các bạn vào trong Discord mình nhé, có gì có thể nhắn trực tiếp qua mình cũng được. Ok, ai anh gặp anh trong server mà toàn thấy anh treo. Ok em, thì đa phần mình cũng là treo thôi mà. Thường thì game này chúng ta chỉ mình tra gì hay là mình sẽ làm tất cả những việc như tham ấy, tham hoặc là anh bot anh biết trong khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi, còn lại thời gian chủ yếu treo các bạn. Chúc anh ngày vui vẻ các em nha. Huỳnh Gia Bảo này, hai anh xem hơi lâu. Ok, cái này thì thường video mình cũng đã cắt khá là ngắn rồi,
Chúc anh buổi tối vui vẻ này, gặp em này, mong trúng này, Vi Pro 28W này, nhưng mình nhớ là bạn này đã trúng rồi phải. Chúc anh buổi tối vui vẻ này. Hai anh ok em, hai anh nha ok. Chúc anh một buổi tối với gia đình vui vẻ, NNT Toàn. Cảm ơn em rất nhiều, tên mình trên màn hình TI An NNZ. Chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ này. Cảm ơn bạn rất chi nhiều nhá, nghỉ game rồi nhưng xem clip anh nhưng không chơi event của anh nên bữa nay nhìn ra đi em cũng chơi. Ok, bạn này thì hôm trước cũng đã nhờ mình gửi đến các bạn, bạn ấy hình như còn 90 ra đi thì cũng đã nhờ mình để làm giveaway cho các bạn cái 90 ra đi. Chúng ta sẽ đặt làm giveaway ở map mới vào thứ bảy tuần này nhá. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Với các bạn nào đã nghỉ game mà các bạn có thể còn ra đi hay còn gì có thể gửi mình để tặng những bạn nào mới chơi để cho cộng đồng chúng ta ngày càng phát triển hơn. Chúc em ngày may mắn vui vẻ của em này. Quên buổi tối mẹ hùng hổ báo đại ca. Ok. Ồ, hình như có cả bạn ở nước ngoài này. STV San Matna 1245. Good video friend I này. Cho content ok, hy vọng là bạn này cũng sẽ trúng. Chúng ta có 10 người mà. Hiện tại thì ở đây thì có khoảng hơn 60 bạn chơi. Và chúng ta có 10 người trúng thưởng cơ, tỷ lệ khá là cao. Hiện tại video của mình đang khá là thấp view, cũng rất mong các bạn ủng hộ mình thêm một view, một like để ngày mình có nhiều video hơn và sẽ ra nhiều event mới cho bạn chơi nhiều hơn. Nêm này, chúc anh này vui vẻ, các bạn này có tên hơi gác này. Chúc anh vui vẻ Thanh 0608 2010 này. Vui là chính này, hai anh, hai em nha. Ok, như vậy thì mình cũng đã lướt qua một số bình luận các bạn rồi và không thể đọc hết được. Nếu hôm nào mà live stream thì các bạn nếu có câu hỏi gì các bạn có thể đặt câu hỏi cho mình. Thường thì mình hay live stream vào tối thứ bảy hàng tuần để cùng giao lưu với các bạn cho vui thôi. Ok, bây giờ chúng ta cùng đến với mục giao lưu bình luận rồi nào. Ta sẽ tìm ra người đầu tiên may mắn của ngày hôm nay là ai nào. Mình sẽ ấn start nha. Như vậy bạn đầu tiên có tên là Quỳnh Trần 2057 này, chúc anh buổi tối vui vẻ này. Bạn đã là người đầu tiên trúng 100 ra đây rồi, xin chúc mừng bạn. Chúng ta đi tìm người thứ hai thôi nào. Và bạn thứ hai có tên là user cái gì đây? GGP15B này, hai anh có bình luận là hai anh nhá. Chúc mừng bạn nhá, người thứ hai đã có rồi. Ta cùng tiếp tục tìm người thứ ba thôi. Và bạn thứ ba là bạn FFORIADUV mong được trúng này, ghi rằng bạn này trúng rồi. Thì chúc mừng bạn, bạn là người thứ ba đã trúng trong đợt event này. Ta sẽ nhận được 100 gia đình từ Nam TV nhá. Tiếp theo nào. Ok, như vậy chúng ta có người thứ bạn thứ tư rồi. Chào anh này Nguyễn Sang Sang 123 này, xin chúc mừng em nhá. Em đã là người thứ tư đúng trong đợt giveaway này. Tiếp tục thôi. Ok, chúc anh làm nhiều sức khỏe. Tên là Orea Rau EU. Bạn đã là người thứ năm trúng giải event đợt này rồi. Tiếp tục chúng ta tìm người thứ sáu thôi nào. Vâng, bạn thứ sáu là bạn Hoàng Thái PH, anh Nam giàu dữ. Thực ra là mình không giàu đâu các bạn, anh nghèo phải gái nha. Em làm event cho bạn cho vui thôi. Ok, bạn Hoàng Thái PH đã là người thứ sáu đúng event đợt này nhá. Ta cùng tìm đi người thứ bảy thôi nào. Xem bạn thứ bảy là ai nào. Mì tôm này đã một lần trúng rồi các bạn, event trước mình bạn này đã trúng rồi nhá. Khá may mắn đấy. 246 rồi. Ê, Mì Tôm thứ 7 à? Đi đây mình là người thứ 8 này. Đêm này MMMMMMMMDMDK. Ok, chúc anh vẻ. Ok, chúc em may mắn và em đã may mắn thật rồi. 2467 rồi 8, bạn là người thứ 8 đã trúng event này nhá. Xin chúc mừng bạn. Tiếp tục người, chúng ta chỉ còn hai bạn nữa thôi. Gine, người anh em của mình đây.
Chúc mừng em đã người trúng 100 da đen rồi. Này ngôi địch cũng hay, rất hay chơi với mình. Ok, chúng ta tìm người cuối cùng nhá. Ok, NNT Toàn, chúc em buổi tối vui vẻ này. Em đang là người cuối cùng trong sự kiện event giveaway này. Em là người cuối cùng nhận được 100 Zania trong đợt giveaway tuần này. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Như vậy thì 10 bạn có tên ở sau đây có thể liên hệ trực tiếp qua Discord của mình, hoặc là link fanpage mình đã để phần mô tả, nhắn tin để nhận quà càng sớm càng tốt nhá. Bạn đầu tiên thì có NNT Toàn này, bạn hai là Duy Nè này, bạn thứ ba là User này. Bạn có thể xem video để xem tên mình có trong 10 bạn may mắn không nhá. Và video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả bạn đã xem video mình nhá. Các bạn hãy giúp mình like, subscribe, đặc biệt nhớ chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo mình và tham dự những giveaway trong tuần này. Xin chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.